khởi tố hai tên trộm trong nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều. Thí Thiên và Vướng Nợ Nần, hai đối tượng đã lên Internet tham gia hội những người vỡ nợ muốn làm liều và rủ nhau đi trộm xe máy. Ngay khi dùng vam phá khóa chọc vào ổ khóa hai chiếc xe máy, các đối tượng đã bị bắt quả tang, đưa về trụ sở làm việc. Ngày 26 tháng 8, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án. Khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hùng và Nguyễn Văn Thành trong nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều mùng 7 tháng 8, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa thì phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Way có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Khi đến địa điểm số 58 Nguyễn Khang, các đối tượng đã dùng vam phá khóa chọc vào ổ khóa hai chiếc xe máy Honda SH và Way. Ngay khi đó, tổ công tác đã phối hợp cùng với người dân khống chế, bắt giữ các đối tượng và đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Danh tính các đối tượng được xác định là Vũ Văn Hùng, sinh năm 1991 ở huyện Xuân Trường, Nam Định và Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1999 ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng đầu tháng 8 năm 2022, do thiếu tiền và nợ nần nên cả hai đã lên hội nhóm Facebook hội những người vỡ nợ, muốn làm liều và rủ nhau đi trộm xe máy. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.